Và sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy băm chuối đa năng Takeo TK1500. Chiếc máy này thì được thiết kế với khung sắt V chắc chắn. Thùng máy được làm từ thép mạ kẽm, được dập khuôn định hình và được sơn một lớp sơn chống rỉ. Đây là miệng thùng của máy. Miệng thì được thiết kế rộng giúp băm những cái nguyên liệu được to hơn. Nắp thùng thì được lắp bằng bát gài, rất là dễ mở và tiện cho việc vệ sinh. Chiếc máy này thì sử dụng động cơ 2.2 kW 3HP, 100% dây đồng và được lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Cùng với đó là chiếc CV chống giật đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn xem. Đây là thiết kế phía bên trong máy. Dao của máy thì được thiết kế bằng nhíp ô tô, rất là chắc và được mài sắc bén. Dao thì thiết kế bầu giúp băm nguyên liệu được tốt hơn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.